Ấn Độ là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Nam Á và là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam. Trong những năm qua, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Ấn Độ chứng kiến sự tăng trưởng tích cực, tăng 3,5 lần trong vòng 10 năm, từ 2,7 tỷ đô la Mỹ năm 2010 lên 9,6 tỷ đô la Mỹ năm 2020. Tốc độ tăng trưởng thương mại bình quân hàng năm đạt gần 16%. Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải, ông Paradip Davia, Chủ tịch tập đoàn PDA Venture đã thông tin với Thứ trưởng về việc phối hợp các hiệp hội và công ty Việt Phe của Việt Nam tổ chức diễn đàn và triển lãm quốc tế về xúc tiến đầu tư tại Việt Nam, dự kiến diễn ra trong tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2023 tại Hà Nội. Chủ tịch tập đoàn PDA Venture cho biết, nhiều nhà đầu tư đánh giá tốt về môi trường đầu tư của Việt Nam, vì vậy mong muốn Bộ Công Thương tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn tổ chức thành công sự kiện. Về việc này, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương hoan nghênh đề xuất của PDA Venture tổ chức diễn đàn và triển lãm quốc tế về xúc tiến đầu tư tại Việt Nam và kêu gọi sự tham gia của các nhà đầu tư trên khắp thế giới. Dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường, tập đoàn và các đối tác cần thúc đẩy nhanh chóng các thủ tục để sự kiện diễn ra đúng kế hoạch và nên có sự kết hợp giữa xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, thậm chí cả xúc tiến du lịch. Thứ trưởng cũng bày tỏ Việt Nam rất quan tâm đến lĩnh vực năng lượng, chuyển đổi năng lượng, sản xuất công nghiệp xanh, vì vậy mong muốn phía PDA Venture lưu ý trong kêu gọi nhà đầu tư tham gia diễn đàn.